Lý do Bộ Công an đề xuất bổ sung ADN vào dữ liệu căn cước công dân. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an lên tiếng lý giải việc đề xuất bổ sung ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước công dân. Bộ Công an mới đây hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng luật căn cước công dân sửa đổi để lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức cá nhân. Trong đó có các đề xuất liên quan đến việc bổ sung ADN giọng nói vào dữ liệu căn cước công dân. Khi đề xuất trên được công khai trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, nhiều ý kiến quan tâm về hướng triển khai việc bổ sung ADN vào dữ liệu căn cước công dân. Việc phân tích ADN nhiều ý kiến cho rằng sẽ tốn khá nhiều chi phí thực hiện. Trả lời về vấn đề trên, Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết, các nội dung trên đang trong quá trình C06 xin ý kiến nhân dân để sửa luật căn cước công dân. Để thông qua được luật này, Quốc hội sẽ phải thảo luận rất nhiều và quy trình chặt chẽ. Về việc bổ sung ADN vào dữ liệu căn cước công dân, Đại tá Dũng cho rằng việc này rất quan trọng. Cục phó C06 dẫn chứng, hàng năm có nhiều nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đuối nước, không có giấy tờ tùy thân nên không xác định được danh tính. Do đó, việc đưa thông tin ADN vào dữ liệu căn cước công dân sẽ giúp cơ quan chức năng xác định được danh tính, người thân của nạn nhân một cách nhanh chóng. Trong quá trình thu thập sẽ không bị lộ lọt thông tin, Đại tá Tô Anh Dũng khẳng định.